Trong lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc cho chương trình biểu diễn xuất sắc nhất, 2 huy chương vàng, 13 huy chương bạc cho diễn viên xuất sắc, 2 huy chương vàng cho chương trình biểu diễn xuất sắc nhất thuộc về vở Rối Nước Chê Cóc của Nhà hát Múa Rối Việt Nam và tiết mục Âm Thanh Của Nhà Tôi của Đoàn Múa Rối Quốc gia Lào. Buổi tối ngày hôm nay thì mình rất là vui, mình rất là vinh dự và đã được đón nhận giải diễn viên chính, giải huy chương vàng. Giải thưởng nó cũng là nguồn động viên để nghệ sĩ thêm yêu nghề hơn và cũng hiến với đệ nghề nghệ thuật nói chung và nghệ thuật múa rối nói riêng. Hy vọng thì mình sẽ muốn là thường niên sẽ diễn ra định kỳ liên hoan múa rối để các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam được giao lưu, được học hỏi, được chia sẻ và được học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Nội dung vở diễn lần này chúng tôi mang đến là nói về vấn đề bảo vệ môi trường. Thông qua đó, chúng tôi thể hiện cuộc sống hàng ngày của người dân Lào. Đoàn Lào của chúng tôi chỉ dùng các vật liệu tái chế để tạo hình con rối, nhưng khán giả đã nồng nhiệt đón nhận tiết mục cũng như thông điệp mà chúng tôi muốn truyền đạt. Dù chỉ mới 10 tuổi và lần đầu đến với liên hoan, nhưng nghệ sĩ Christian Erdilas Lunaria của đoàn múa rối Nuria Philippines đã giành giải tài năng trẻ xuất sắc. I feel I'm so happy and it's fun and so nice. Yes, I will come from next festival. Trong 8 huy chương vàng dành cho diễn viên, 6 huy chương thuộc về các nghệ sĩ Việt Nam, 2 huy chương vàng còn lại thuộc về các nghệ sĩ của đoàn múa rối Collective Unitibu của Bỉ và nhà hát múa rối Tarabas Cộng hòa Pháp. Tiêu chí đánh giá cho mỗi tiết mục sẽ dựa vào tình tiết câu chuyện, kỹ thuật biểu diễn của con rối và hiệu ứng người xem của khán giả. Tôi ấn tượng nhất những tiết mục múa rối của các đoàn Việt Nam, đặc biệt là phần biểu diễn múa rối nước. Chúng ta thì cũng biết là rối nước thì là môn nghệ thuật truyền thống của chúng ta, nhưng đối với các bạn trên thế giới thì rối cạn và các hoạt động rối khác như rối bóng rồi rối tay thì là những cái mà cũng quốc tế cũng đạt rất nhiều thành tích. Nhưng mà Việt Nam thì chúng tôi muốn nói đến là hiện nay thì múa rối Việt Nam cũng đã đạt được rất nhiều cái thành tích trên các hoạt động của liên hoan. Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải xuất sắc dành cho các nội dung giàu tính sáng tạo. Trong đó, giải diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Phương Nhi, vở Công Chúa Tóc Mây của nhà hát múa rối Thăng Long. Giải tạo hình con rối xuất sắc được trao cho đoàn múa rối quốc gia Lào. Liên hoan là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.